lại nữa thiện hiện nếu là đại bồ tát ở địa vị bất thối chuyển thì thường tu bố thí ba la mật đa, thường tu tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, thường an trụ pháp không nội, thường an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt giáo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn. Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh này thiện hiện đại bồ tát ấy thường an trụ trơn như thường an trụ pháp dưới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghì này thiện hiện đại bồ tát ấy thường tu bốn niệm trụ thường tu bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo này thiện hiện đại bồ tát ấy thường an trụ thánh đế khổ thường an trụ thánh đế tập diệt đạo này thiện hiện. Đại Bồ Tát ấy thường tu bốn tịnh lự, thường tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy thường tu tám giải thoát, thường tu tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy thường tu pháp môn giải thoát không, thường tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện này thiện hiện đại bồ tát ấy thường tu năm loại mắt thường tu sáu phép thần thông này thiện hiện đại bồ tát ấy thường tu pháp môn tam ma địa thường tu pháp môn đà la ni này thiện hiện đại bồ tát ấy thường tu mười lực phật thường tu bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng này thiện hiện đại bồ tát ấy thường tu trí nhất thiết thường tu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, thường đối với địa vị của mình chẳng khởi nghi hoặc chẳng nghĩ thế này, ta là bất thối chuyển, ta chẳng phải là bất thối chuyển. Vì sao? Này thiện hiện vì Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy có pháp nhỏ nào có thể đối với quả vị giác ngộ cao tột, nói có thối chuyển. Cũng chẳng thấy có pháp nhỏ nào có thể đối với quả vị giác ngộ cao tột, nói không thối chuyển. Này thiện hiện! đại bồ tát ấy đối với pháp ở địa vị mình không nghi không hoặc vì sao này thiện hiện vì đại bồ tát ấy đối với pháp ở địa vị mình đã khéo hiểu rõ đã khéo thông đạt